Thứ hai đầu tuần em báo giá và giới thiệu cho tất cả các bác các sản phẩm linh kiện rời giao khách. Thì các bác có nhu cầu đến sản phẩm cứ liên hệ trực tiếp cho em Tùng Nguyễn Audio và hôm nay Tùng Nguyễn đầu tuần chúc tất cả các bác có một tuần làm việc mạnh khỏe và hiệu quả. Và các bác xem video đừng quên tặng like và chia sẻ ủng hộ Tùng Nguyễn Audio nhá. Các bác cùng xem mẫu các mẫu ngày hôm nay. Ví dụ như các cái mẫu loa full rồi là các cái mẫu uh, bát để cho tất cả các bác sử dụng các cái dòng loa hỏa tiễn, loa array, loa phi thuyền và trong đó thì có những phân khúc loa karaoke gia đình Đấy thì các bác cùng xem mẫu ngày hôm nay thì em giới thiệu cho anh em à, Các bác cùng theo dõi sản phẩm và em sẽ giới thiệu tỉ mỉ từng cái sản phẩm một Để cho tất cả các bác theo dõi với các cái phân khúc khác nhau Đầu tiên em sẽ giới thiệu cho tất cả các bác à, Cái bộ mà lờ giờ này này Cho bộ bác khách ở thợ mộc Bác ý làm thợ mộc nhá Và đây là bộ combo lờ giờ này Đây là bộ giờ xếp neo khối chế này combo của dòng The Well này Rồi là bát BV kép này Combo leo 30V này 40 BNC này Bát B3, bát Nexo này à, Bát súp leo này 50 này à, Bát súp 40 và 50 giờ xếp này Thì mỗi loại em chỉ để ra một cái thôi Và các bác cùng theo dõi cái sản phẩm Ngày hôm nay em giới thiệu cho tất cả các bác nhé Đây là combo của LG LG336 từ 109 con 76 Hôm nay em gửi cho một bác khách thợ mộc Bác ý tự đóng thùng loa bác ý anh em biết gì đấy. các anh em mà làm thợ mộc người ta tự đóng thùng ấy thì người ta thích cái chất gỗ của người ta và người ta tự làm nghề người ta thích, tự theo đóng theo một cái gọi là loại thùng mà theo kích cỡ của không gian nhà là một và thích cái loại vân gỗ nữa thế nên là uh, anh em mà đánh đóng các cái thùng lao mà để chơi mà tự chơi nhá thì ở bên trong anh em có thể đóng gỗ ván và hoặc là gỗ giấy ép còn ở ngoài anh em vanh cho em một lớp mỏng bằng gỗ thịt như này này mình dán vào thì 12 hay này các bác nhá. Và con này màng của nó là xếp lin đợ sóng gân 3 gân. Và con này của nó nó model là 12V 336 từ 109 con 76. Đấy con này con dây nhôm dẹt của công ty NG Và bát NG rồi thì lại tép của nó cũng NG lốt, tép nắp nhôm mình bông hoa. Tép nắp nhôm mình bông hoa có model là HG44098. Nắp nhôm mình bông hoa. Bộ này rất là xịn luôn. À bộ này thì em kết nối với cái phễu của nó là 1818. 18. Anh em nhìn này cái phễu của nó là 18 18 nhá. À, bác cái hỏi em là kết nối với cái phễu nào để cho nó hợp lý với cái lôi loa thì em kết nối cho bác cái là cái phễu vuông 18 18. Vuông 16 16 bát 30 thì sẽ hơi nhỏ và anh em kết nối với vuông 18 18. Và phân tần của nó là phân tần 004. Check với bát 3 trở nhôm. Bộ combo này em zip cho bác ý cả một đôi hậu nữa cơ nhá. Nhưng mà em không bỏ hậu ra đây. Bát tép phân tần phễu với cả hậu loa là 4 triệu rưỡi combo này được bao ship. Đấy, combo của bát tép của giờ hàng xịn của nhà máy. Còn đây là hai bộ check chế rời của Leo giờ xếp neo khối. Neo khối bích bảy màu và cốc của nó cốc nhôm. Lõi bên trong kim loại khe từ viền đồng và cả một bộ phân tần dành riêng cho nó check nữa. Anh em lấy tụ trở em tặng không mất phí nhưng anh em phải mua phân tần thì là phải mất phí. Còn đâu các bác bây giờ thì có nhiều bác thì thích bộ phân tần phễu 1128 tặng thêm một đôi bích nối nhá. Anh em không lấy bộ phân tần này giá sẽ, sẽ rẻ hơn và tặng bích nối tặng cho tụ trở để chế rơi. Còn anh em này phân tần nguyên cả một cái bộ com lê như thế này để chế rơi ở ngoài là một triệu rưỡi một bộ. Bao ship nhận hàng kiểm tra thanh toán gồm có tép, phân tần phễu và bích nối. Anh em thích đóng vào hộp thì sẽ giá cao thêm một chút nữa, đóng thành một cái hộp vân gỗ đấy, còn nếu các bác không thích đóng hộp vân gỗ các bác có thể để trên nóc loa như thế này. này cứ để ngửa như này nó chiếu về mình nghe nhạc rất là hay luôn và những bộ dàn thiếu chiếc thì có thể chế thêm tép neo tép nz các dòng chiếc khác nhau có nhiều khách thì lại chế cả tép 750 cơ đấy còn đây đây là cặp bát 40 của rcf từ 220 cô 100 cô 100 từ 220 mang xếp gần gân ba gân còn đây là cặp bát 50 RCF từ 220 cô 100 đấy hai mẫu này em bán lẻ cho hai bác khách mỗi bác một cái còn khi em giới thiệu về sản phẩm em báo giá cho anh em theo đôi Đôi bát 40 giờ xếp cô 100 này là 2 triệu rưỡi năm chục một đôi Còn đôi bát 50 giờ xếp từ 220 cô 100 này là 2 triệu 9 một đôi Giá thành em đã báo giá và bao ship với tất cả các bác Tất cả các dòng loa bát giờ em báo giá em đều bao ship hết các bác nhé chỉ có loa thành phẩm thôi là có một số mẫu là em sẽ không bao ship vì là có người ở chỗ xa có người ở chỗ gần thì giá ship nó sẽ khác nhau báo chung chung thì lại thành ra ăn gian của khách hàng nên em làm việc nó là thực tế Còn như nào thì báo cho anh em như thế Đây là đôi bát 40 của The Well Thì hàng này em đang xả kho và thanh lý Có giá 2 triệu 6 12, 2, hai DL Từ 220 100 Gân 2 gân và mà màng ship ly Con này là hàng của công ty The Well Các bác nhé Hàng trâu lắm, gấu lắm anh em ạ Số lượng không còn nhiều Đây là phân tần dành cho cái đôi này Rất khủng luôn Phân tần có mã là 8015 Các bác phải chốt mã cho em nhé 8015 này này Thì em sẽ chốt đúng mã cho anh em Ra một đường bát và một đường check anh em nhé Một đường bát là một đường check Có cái chữ DC75 đây là cái phân tần để cho Là cái mạch này là mạch bảo vệ loa check hai chở nhôm Và cái chữ của nó thì có cả tiếng Anh và cái chữ của Trung Quốc Thì là cái phân, phân tần này sản xuất ở bên Trung Quốc Thì để phổ thông hơn thì nó ký hiệu thêm cả tiếng tiếng Anh nữa nhé Đấy các bác nhìn bộ phân tần này rất là khủng và xịn luôn. Hôm nay sử dụng cho một bác khách. Và đôi tép 750 rồi là 850 Martin. Thì anh em lưu uh, ý cho em như là như thế, có nhiều người trong Sài Gòn nó toàn gọi là 850 Martin. Ngoài Bắc thì hay gọi quen mồm tôi gọi quen 750. Thế nên là cái chất liệu của nó sẽ là cùng một loại. Nếu như chính thống của nó nếu mà 850 thì bên em lại có một loại là từ 180 thì mới phải mới mới được gọi là 850. Còn người ta gọi như thế người ta gọi là không đúng. Còn đây con này thực chất của nó là côn 75 từ 170. Đẹp lắm, tép đẹp các bác nhìn là nhìn nó khôn tép không? Rất là đẹp luôn và giá của nó rất là rẻ luôn. Đấy, con cái cặp tép này của nó 1 triệu hai một đôi. Đấy, anh em có nhu cầu combo giống bác khách này thì có thể chốt đôi 40 đôi đồ áo xương đỏ. Đôi 40 combo này nhá, em nói thẳng luôn cho khách hàng được biết. Đôi này đánh mạnh thì rất là mạnh Nhưng hát sẽ không bao giờ bằng được các cái dòng côn 76 như thế này Nhưng mà để về tiếng bát thì con này mạnh dữ luôn Khẳng định chất lượng là mạnh dữ luôn Và thêm vào cái độ uy lực Đấy con độ sáng Ví dụ con này con kia hát được 10 Thì con này chỉ hát được 7 rưỡi thôi Vì là cái tiếng của côn 100 thì nó thiên về độ bát là gì tiếng lời của nó sẽ không được sáng nữa đấy còn ở đây thì các bác cùng xem các cái mẫu leo này đây, neo thì các bác có thể sử dụng các cái bộ phân tần như thế này. Đấy, bộ 8015 cứ sử dụng các cái dòng tép 750 thì là ok. Vì là con này là DC75 mà. Nếu như cái loại mà kém ấy, thì đi vào mấy cả con tép này nó sẽ rất là dễ nhanh bị hỏng. Đây, cái combo leo này của nó thì rất là rẻ, dành cho anh em thợ, anh em thay thế sửa chữa thùng loa. Con này là bát 30 neo V, côn 76, dâu của nó bọc dây điện, côn 76 mang sơn dầu bóng. Đây, Cặp bát này chỉ có giá là 2 triệu rưỡi một cặp nhận hàng kiểm tra thanh toán Đấy Còn tiếp đến là cặp bát 40 Trênh có 200 nghìn thôi 40 NEO BNC Gân 2 gân Côn 76 Đấy Bát 30 NEO V nhá Và 40 NEO BNC nhá các bác nhá Còn đâu cái cặp tép này thì cũng BNC này Cái cặp tép này ở trên thị trường em khẳng định cho anh em Nó sẽ rất là nhiều loại nhá Nó sẽ rất là nhiều loại Thế nên là các bác đi mua hàng cái để ý cho em cái tép của em ấy các bác nhìn này cái bi nó khít nào, keo nó đính không hở tí nào nhưng trên thị trường có rất nhiều loại nó sẽ bi nó sẽ mỏng là một dão là hai nó bán rẻ cho anh em anh em cứ tưởng là bở nhưng thực ra không phải bở đâu mà anh em mua lại phải được cái cục xương đấy các bác nhá anh em mua các cái dòng check và giống như thế này mà là leo bi nhá em khẳng định cho anh em tép của anh em của em sẽ hay hơn và đẳng cấp hơn anh em đã có những người mà mua cái củ tép của người ta rồi anh em lấy cái củ tép của em về cho anh em test hay hơn anh em mới phải nhận em bán hàng khẳng định cho anh em luôn vì em bán hàng chất hơn mà đấy và các bác cầm đến củ tép của em nó nặng và nó 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 khít nó dày và củ chiếc này có giá một triệu chín một đôi anh em mua chỗ khác em khẳng định là sẽ rẻ hơn một chút xíu nhưng em lại khẳng định chất lượng của nó sẽ kém hơn đấy vì em bán hàng thì em bán hàng chất em review thực tế cho anh em anh em uh, kiểm định anh em cứ nhìn cái củ tép mà xem nếu ngoại hình thì anh em sẽ nhìn giống nhau nhưng mà để vì chất lượng thì nó sẽ khác nhau anh em nhé còn đây là đôi bát 40 mươi bvk từ trăm chín hàng của công ty bvk với giá 2 triệu sáu một đôi từ trăm chín hàng của bvk nha đôi này về hàng và lại đi luôn cho khách hàng vì là cái dòng này hết hàng lâu rồi thì hôm nay lại về hàng này 40 mươi bvk là từ trăm chín hàng của công ty bvk các bác nhé còn đây là hai đôi bát giá rẻ đây Bát 30 Nexo từ 17 con 76 gơn 3 gân từ 17 nhá Đôi này phù hợp cho các không gian gia đình Thay thế sửa chữa 1 triệu 350 một đôi Còn đôi B3 này là 1 triệu 750 một đôi Từ 109 con 76 đi có 3 cái nỗ Con này bích dày lắm Này nhìn này bích từ dày lắm Từ 109 con 76 gân 3 gân Nó nõm đúng như kiểu B3 đấy. Giá thành nó rẻ còn đôi cuối cùng ở đây là đôi neo đôi neo này là sẽ là côn 125 từ neo bi gân ba gân và màng xích con này là chuyên súp nhá côn 125 các anh em có thể mua lẻ một cái hoặc mua một đôi tùy nếu nói đến dòng này các anh em dùng sự kiện thôi còn anh em mà dùng gia đình thì lên dùng các cái dòng côn 100 thôi còn đâu dùng côn 100 thì nếu anh em muốn sử dụng côn 125 bắt buộc anh em phải sử dụng ở ngoài sân hoặc không gian rộng còn ở trong nhà anh em không thể mở được hết công suất mà cái loại to, côn to thì anh em phải mở to nó mới hay Đấy, nó lực thì là cái thiên độ to Còn đâu anh em mua các loại côn nhỏ đánh nó sẽ hay hơn nếu mà sử dụng trong nhà Em thì bán hàng thì nó có nhiều cái phân khúc lắm Thế nên là em tư vấn cho anh em nó thực tế Anh em quý mến em cứ bấm đăng ký kênh để theo dõi em Em sẽ tư vấn cho anh em một đôi loa mà anh em nâng cấp sẽ không bao giờ phải hối hận Và hôm nay Tùng Nguyễn xin chào và hẹn anh em trong clip mới nha